cách để nối set DJ trên FL Studio. Ok, rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình bảo anh ơi, anh hướng dẫn làm cái set DJ bằng FL Studio đi, tại vì nhiều khi là các bạn đánh ra một nguyên cả một cái set nó mất rất nhiều thời gian, và đôi khi gần xong rồi mà nó bị lỗi một bài, một vài bài cuối cùng thì các bạn lại phải đánh lại từ đầu, nó rất là mất thời gian. Nên là hôm nay thì mình sẽ dành một cái video này để tri ân tới những các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và hướng dẫn cho các bạn làm một set DJ trên FL Studio như thế nào. Và các bạn lưu ý, hướng dẫn này chỉ dành cho những người đã biết FL Studio và biết chơi DJ, không khuyến nghị cho những bạn chưa biết gì vào làm nha. Thứ nhất là các bạn không biết công cụ, cái thứ hai nữa các bạn phải hiểu về DJ, thì khi mà các bạn chọn và nối bài nó mới tạo ra những cái cảm xúc và cái cao trào nhất định. Đây chỉ là cái công cụ để giúp cho các bạn DJ tiết kiệm thời gian hơn và mượt hơn mà thôi, chứ nó không phải là một cái hướng dẫn để cho các bạn thay thế DJ nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ VV Music khi mà có nhu cầu học hòa âm phục khí bằng cách là mua bộ video hướng dẫn hoặc đăng ký học trực tiếp nhé. Ok, bây giờ let's go. Rồi ok, ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn trên hai track thôi. Rồi về sau thì các bạn sẽ dành thời gian để làm nhiều track. Đó, trên tinh thần cơ bản là mình sẽ hướng dẫn hai track để các bạn nối vào với nhau làm sao cho mượt và có thể chuyển giữa các tempo với nhau thôi. Mình có một track có tên là Cô đơn trên sofa, tempo 128, và một bài là Xuân ơi 140. Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn đồng bộ tempo, và cái thứ hai nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển từ đoạn nọ sang đoạn kia làm sao cho mượt mà nhé. Ok, bây giờ nghe trước này. Ok, đây là extended, và mình muốn là sau khi chạy hết cái đoạn extended này, đó, hoặc là sau khi hát hết đoạn này thì mình chuyển ngay sang một cái drop vina như này. Ok. À, thì việc đầu tiên là các bạn phải đồng bộ hết tempo. Các bạn nhìn đây là tempo gốc, đây là tempo gốc 140, 140, chưa liên quan gì đến project nhé. Bây giờ chúng ta hãy nhập tempo gốc cho nó. Các bạn click đúp vào trong cái sóng âm này, click đúp vào phần time, chọn auto detect và chọn time bpm, nhập số tempo gốc vào 128, và phần mood chọn chế độ auto giúp mình. Tiếp theo, ở bên project phía bên này các bạn cũng làm tương tự, các bạn cũng nhập. Và nếu mà các bạn làm một set dài thì các bạn cũng nhập hết tất cả một lượt vào cùng với nhau nhé. Ở đây thì mình sẽ sắp xếp cho các bạn theo quy trình để các bạn đỡ mất nhiều thời gian trong quá trình mà các bạn làm nhé. Còn đâu nếu mà các bạn làm từng bước một thì các bạn sẽ phải làm những cái bước nhỏ rất nhiều. Còn đây nếu như mà các bạn thao tác đồng bộ tempo cùng một lúc thì cái thao tác của bạn nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ điều chỉnh cái sóng âm này để cho nó đỡ bị bể. Khi mà thay đổi tempo thì nó dễ bị bể nhá. Thì mình cứ thay đổi cái phần sóng âm này tương đối trước đã. Đó. Rồi, sau đó thì chúng ta bắt đầu xếp theo nhịp. Khi mà xếp là các bạn nhớ là phải xếp đúng cái vạch chỉ nhịp này nhá. Và các bạn nhớ cái bật cái metronome này lên xem nó đánh đúng nhịp chưa. Đó. Đấy, thì thời điểm hiện tại tempo của nguyên cả cái set này là 140. Thì cái track nhạc của chúng ta, cái track nhạc của chúng ta 128 thì nó sẽ nhanh lên để phù hợp với 140. Tuy nhiên thì cái track gốc của chúng ta 128 đúng không? Thì các bạn sẽ set tempo ở đây về 128. Rồi ok, phía bên này thì mình cũng sẽ đặt nhạc của chúng ta đúng theo vạch. Đấy, nếu mà 128 cái này là 140 thì nó sẽ chậm lại này. Đó, rồi ok, cái việc tiếp theo là các bạn cắt ra cái đoạn. Các bạn nhớ là phải xếp đúng nhịp nhá, đúng vạch chỉ nhịp nhá. Cái này thì các bạn DJ biết rồi. Đó, mình sẽ tìm một cái đoạn mà mình muốn chuyển, ví dụ mình chuyển từ đây. Đó. Mình chuyển từ đây và có một đoạn nối trước đó như này. Đó, đây sẽ là một đoạn trước thì mình sẽ xếp vào. Để đến khi mà vừa hết nhạc của bác thì mình sẽ có phần chuyển. Rồi lại xuống trên sofa, bắt đầu là vào drop luôn này.
cắt bỏ đây. Chuyển sang và đánh luôn bên này. Mình giảm xuống một tí để cho các bạn dễ nghe nhé. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ làm, mình sẽ sắp xếp là tùy theo cái đoạn nối. Bình thường là các bạn sẽ có 8 đến 16 ô để các bạn nối để cho nó biết rõ nhịp, nhưng ở đây thì các bạn cũng chả cần biết nhịp. Các bạn đặt như này nó tự nó sang. Đó, thì tất cả nó đều rất là mượt mà nhá. Rồi ok, cái phần tiếp theo là các bạn sẽ tìm cái đoạn mà bạn muốn tăng tempo được từ đây. Sau đó thì các bạn sẽ giúp mình click chuột phải vào đây và chọn là Create Automation Clip. Tức là chỉ select cái đoạn thay đổi thôi. Đó. Thì đây là 128, đúng rồi. Nhưng mà ở đoạn sau mình muốn nó đẩy lên 140 này. Ở phía này. Đó. Thì bây giờ mình click chuột phải vào đây và chọn 140. Nó hỏi refresh không thì không nhé. Các bạn bấm không nhé. Thì khi mà các bạn bấm không thì các bạn mới ấy được. Thì các bạn mới đỡ tốn thời gian. Còn đâu bấm các bạn refresh là nó sẽ kéo giãn lại toàn bộ các bản nhạc của bạn. Nó rất mất thời gian. Copy. Bấm no. Sau đó các bạn copy cái giá trị và các bạn dán vào đây. Đó. Thì trong quá trình chuyển tempo này các bạn nhìn này. Tempo các bạn tăng lên này. Nó sẽ nối rất là mượt mà với phần sau. Đó. Thì quá trình nó chuyển các bạn phải tìm những cái key cho nó phù hợp nhau nhá. Rồi ok, trong trường hợp mà như thế này thì các bạn nghe thấy là nó bị méo này. Đó. Thì chúng ta tìm xung quanh các chế độ stretches và generic để xem có những cái trường hợp mà nó sẽ kéo giãn theo cách này bằng cách khác thì nó sẽ giữ nguyên được. Đây, stretches thì nó giữ nguyên này. Đó. Các bạn cũng có thể để cái chế độ chuyển từ từ bằng cách kéo dịch cái này ra và các bạn kéo phát đi thôi. Thì nó tăng dần gối vào nhau. Đó, các bạn cũng có thể giảm ở đây đi này. Đó, phần tiếp theo thì các bạn cũng có thể thêm các cái hiệu ứng chuyển để âm thanh của chúng ta mượt mà hơn. Cái này thì mình không biết quá rõ về DJ nha các bạn nhé. Nên là cái phần hiệu ứng này thì các bạn DJ sẽ hiểu rất rõ. Nên là các bạn sẽ ứng dụng vào cho bản nhạc, chốt nhạc của các bạn. Đó. Hoặc là các bạn cũng có thể tạo ra một cái automation filter như thế này. Đấy, các bạn hay vặn filter để cắt tần số cao đúng không? Đây. Cắt tần số thấp đi nhỉ? Ồ. Đây 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 đây. Automation cái này. Đó, vặn núm, vặn núm. Đó, và đoạn phía sau thì các bạn trả về. Các bạn cũng tư duy như là khi mà các bạn đánh DJ bình thường thôi. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái track phát ra nó sẽ như này. À, thì đối với cái phần khi mà các bạn đánh là các bạn phải đánh trực tiếp. Còn ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể ngồi điều chỉnh từng chút một. Nên là cái phần chuyển của các bạn sẽ rất là mượt. Và cái thứ hai là các bạn tiết kiệm được thời gian. Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn làm một set DJ trên FL Studio dành cho những bạn đã biết FL Studio và đã biết chơi DJ nhá. Không khuyến nghị những bạn mà chưa biết về DJ vọc làm cái này. Nó sẽ làm cho những set DJ của chúng ta trở nên xấu hơn và cái thị trường âm nhạc của chúng ta sẽ trở nên loãng hơn. Và hy vọng là nếu các bạn thấy video của mình bổ ích, rất là mong các bạn sẽ ủng hộ mình và VVK Music khi mà có nhu cầu học hoặc vũ khí bằng cách
mua các bộ video hướng dẫn trực tiếp hoặc đăng ký học trực tiếp tại VV Music nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích. Các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn có thể phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye anh em.